Ông nội, kêu làm gì giống như gọi hồn tôi à? Kêu mẹ cây cô, chú Tiên, chú Tiên. Kêu bình thường được hả? Không phải, kêu sợ chú đi mất tiêu. Kêu hỏi coi chú đi đâu về vậy? Đi công việc về, bữa khác nói chuyện đi nghe. Khoan, khoan, khoan. Rồi à, thấy không? Cái tật cũ rồi, cái tật nhiều chuyện không bỏ nè. Đang ngồi chạy xe ế, thấy tao đi ngang mừng quá kêu vô nhiều chuyện đúng không? Thôi không có đâu nghe. Rồi chuyển được kìa, có gì à? Khoan chú Tư. Nãy giờ con chưa nói được gì luôn chú Tư. Kêu chú Lợi là con nói trời chuyển mưa rồi, lên xe con chở về, đi bộ một lát mắc mưa á. Ờ ha, tao thấy mày nói có lý. Con coi như ủng hộ mày cứu xe đi ha. Đúng rồi đó, đi. À khoan. Hả? Ờ, về lấy tiền bả à. Không có đem tiền theo. Ủa gì hả? Thôi kệ, lấy tiền ai cũng vậy mà. Chứ không lẽ có cuốc xe chú giật của con? Vô duyên, lấy có cuốc xe giật mấy chục ngàn chứ của mày. Thì đúng rồi, con cho chú thiếu mấy ngày luôn cũng được. Thôi đi, đúng rồi. Đi, đi. Ủa sao chú hết hết giống bà Lít quá chú Tư? Bà Lít hết khác tao hết khác chứ. Có gì thúi thúi vậy nè? Mày không tắm phải không? Đâu có. Trời ơi, tao tắm rửa sạch sẽ, vào thơm lên vứt nè. Gì thúi gì ta? Mùi gì trời? Càng tới đây càng thúi nè. Càng tới cái đầu xe càng nhiều. Thôi đi. Đó, trời ơi, nó đó. Kìa, nó kìa, thúi là nó đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Chú nó. Chú nói cho sầu riêng này thúi hả? Ừ. Trời ơi. Thơm gì mà chê trời. Trời ơi thơm. Cổ gài vô mùa sầu riêng ta bán quá trời ngoài đường kìa. Cái con muôn trái cho bé ăn ăn khoái dữ lắm á. Thơm con khỉ cho thơm. Mày ở đó mày hửi đi ha. Mày hửi đi tao đi bộ luôn. Chú Tư. Đi đi. Chú nó ủng hộ con cuốc xe mà. Hồi nãy là có ý định ủng hộ mày đó. Mà giờ tao thấy đó là tao hết muốn ủng hộ rồi. Mày muốn tao ủng hộ mày quăng đi. Tao quăng cái tao ủng hộ. Trời đất ơi. Đâu có được. Mua trái sầu riêng này là phải mấy cuốc xe của con á. Trời ơi. Bây giờ mày không quăng phải không? Không. Không quăng. Không. Tao đi bộ luôn. Chú Tư. Không có tù tám gì hết mày. Chú Tư. Ngay. Chú Tư. Ừ. Đi lẹ lẹ coi chừng mắc mưa. Ủa sao tự nhiên mất cuốc xe trời? Tại mày á. Về anh em tao nha. Xẻ mày ra nè. Cắn mày. Cạp mày luôn. Tôi đỡ tức. Thôi quá tao.